Hơn nhé. Ở đây thì ở dưới nó thì ở giữa. Một miếng to dữ sợ. Ai phát nước rồi người đấy luôn à? Không đâu chị, nhưng mà mấy ngày nữa là ta cống khấn rồi. Hết mưa chưa? Xem gì mà nó ghi vậy. Tháng sau là chồng vợ em dưới này sẽ không đào nữa. Bay vô mắt vậy chị, em thấy đường luôn. Cây dây nặng sạch thì khoảng lấy ơi ngại nhất có thể là cố lên em đi lại chỗ khác em khác luôn á, cố lên nha.
Khô luôn. Cục nắng đào thôi, cục này thì cũng đỡ rồi. Khô luôn. Cái này quay lon đêm.